Hi, this is Jelly. I am Nana. And today, we're gonna learn basic Vietnamese phrases. Hello. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Good morning. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Good afternoon. Chào buổi trưa. Chào buổi trưa. Chào buổi trưa. Good night. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Goodbye. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. See you again. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. How are you? Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? I am fine. Tôi khỏe. Tôi khỏe. Tôi khỏe. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Do you speak English? Bạn có thể nói tiếng Anh không? Bạn có thể nói tiếng Anh không? Bạn có thể nói tiếng Anh không? You're welcome. Không có chi. Không có chi. Không có chi. I don't understand. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. I don't know. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết. Take care. Cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. What is your name? Bạn tên là gì? Bạn tên là gì? Bạn tên là gì? Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Xin chào. Tôi không hiểu. Be all for today. See you in our next video where we talk about numbers in Vietnamese. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt. Bye. Bye.